Rồi, xin chào các bạn ha. Thì uh, tiếp nối cái video uh, lần trước á, mình đã giới thiệu qua các bạn cái cấu trúc cơ bản của một cái module rồi. Thì trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn về cái cấu trúc ha của một cái character device driver ha, character device driver. Thì ở đây mình uh, cũng có những cái code uh, module nè, driver character device driver để làm sao khởi tạo ra một cái character device driver rồi ha. Rồi có makefile để chạy ha. Makefile thì mình đã nói cho trước đây trong những video khác rồi và có một cái cái đoạn chương trình ở lớp user để mình có thể chạy thử nghiệm các bạn, ha chạy thử nghiệm rồi thì à, bây giờ mình sẽ nói qua cái ý tưởng của character device driver để các bạn nắm ha rồi mình sẽ vẽ các bạn một cái cái bức tranh thì ở đây là là cái cái khối này là nguyên cái uh, nguyên cái cái cái, cái uh, một cái khối ha một cái khối thì cái lớp nằm ở phía bên dưới cái lớp nằm phía bên dưới sẽ là cái phần kernel, ha, Linux kernel và một cái khối nằm ở giữa là cái lớp OS ha, hệ điều hành. Ha. Thì trong video trước mình có nói rồi, ở đây mình mình nói nói nhanh lại thôi. Cái này là cái OS, cái này là cái gì? Cái kernel. Cái kernel chính là cái Linux của mình ha. Rồi, thì cái character device driver nó sẽ nằm ở cái lớp kernel. Đó. Thì um, khi mà mình viết ra cái character device driver nó sẽ tạo ra một cái một cái device nằm ở trong cái thư mục gọi là thư mục gì xịt def xịt uh, cái driver của mình đây cái thư mục chứa những cái driver của mình thì ở đây mình sẽ ghi cái tên nó ví dụ như là một cái tên là my uh, my cha my cha the đi ha đó my charter device the drive driver ha đó thì nó sẽ nằm ở đây các bạn ha nó sẽ nằm ở đây trong cái thư mục này rồi thì cái driver này á nó nó sẽ tạo ra trong đây và nó sẽ hỗ trợ cho cái cái user ở lớp người dùng á có thể gọi xuống và sử dụng uh, truy vấn vào cái driver này thì cái driver này á, trong cái driver này mình có thể làm gì mình có thể tiến hành là viết thêm những cái driver những cái driver khác à, mình có thể viết sau này á sau này thôi nha mình sẽ viết thêm những cái driver khác như là về GPIO nữa như là về e uh, i2c nè sbi nè hay là những cái cái dịch vụ khác những cái gì đó mà mình muốn ha đó, viết vô trong cái character device driver này và khi đó từ lớp user mình có thể thông qua cái character device driver này mình sẽ giao tiếp những cái ngoại vi ở bên dưới đúng không? Hoặc là những cái dịch vụ gì đó. Rồi. Thì để liên kết giữa cái lớp user ở trên đây là cái lớp user là những cái chương trình người dùng á thì làm sao để giao tiếp với character device driver này thì mình sẽ dùng những cái cái hàm sau ha, những cái 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 phương thức sau những cái hàm sau. Thì cái hàm đầu tiên á, là cái hàm open ha thì để mình mở mở cái driver ra để mình liên kết ha tức là mình open ra thì mình mới mới giao tiếp được với nó rồi sau đó để mình mình có thể dùng một cái hàm thứ hai là hàm roi tức là mình có thể ghi dữ liệu xuống cho cái driver này rồi sau cái driver này nó nhận thì nó có thể đẩy dữ liệu ra cái ngoại vi để mình 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 gửi tín hiệu cho một cái ngoại vi nào đó chẳng hạn đúng không rồi sau đó mình sẽ tiến hành làm gì mình read mình có thể đọc À, tức là ví dụ như dưới đây nó sẽ đọc một cái ngoại vi gì đó bên ngoài thì mình sẽ tiến hành là dùng cái cái hàm bridge này thì nó sẽ gửi cái lệnh xuống cái cái kernel driver dưới đây rồi ở đây sẽ làm nhiệm vụ là đọc một cái cái ngoại vi gì đó và phản hồi lại cho cái cái lớp user ở trên đây đúng không rồi thì sau đó thì xài xong rồi thì mình sẽ tiến hành làm gì à, close lại và đóng lại ha. đóng cái driver của mình lại ha. đó thì đây là có bốn cái hàm mà thông dụng mà mình sẽ phải viết ở cái lớp user để giao tiếp với cái character device driver này rồi thì đó là cái quy trình ha, cái quy trình. Rồi bây giờ à, mình sẽ nói về cái character device driver và mình sẽ viết một cái à, cái thuật đơn giản về nó thôi, tức là cái thuật nó là mình sẽ ghi xuống một cái dữ liệu gì đó và sau khi mình read đó thì mình sẽ đọc ngược lại cái dữ liệu đó về thôi ha, mình mình chỉ làm một cái đại đơn giản như vậy. Còn về cái phần ngoại vi thì mình sẽ hướng dẫn các bạn trong những cái video à, sau này ha, video về phía sau nữa. Rồi. Ok. À, cái tài liệu á, cái tài liệu cái sụt mà mình coi từ đâu thì thật ra mình cũng coi từ cái trang này các bạn ha mình mình coi từ cái trang này các bạn có thể coi ha và các bạn tải về đó thì mình sẽ giúp các bạn hiểu rõ nhất thôi à, ngoài ra có nhiều cái trang tiếng việt các bạn có thể tìm hiểu trên mạng ha ví dụ Linus character driver nè thì các bạn sợ trên mạng sẽ có rất là nhiều cái trang hướng dẫn các bạn à, về những cái lý thuyết này ha rồi ok thì ở đây thì mình có thể đây cái 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 file uh, uh, cái file của mình sẽ có readwrite c nè là cái file module của mình nè character device driver nè makefile nè thì mình sẽ có thể xem ở cái giao diện này và ở đây có thêm một cái cái code là cái code ở trong cái view cái thư mục user code ha nè ls cái user code ra thì có một cái file test c thì cái file này là file chương trình ở cái lớp user đó mình sẽ mở mình sẽ viết chương trình là readwrite xuống cái, cái 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 character device driver module này thì mình đã chuẩn bị sẵn hết ở đây rồi đây các bạn có thể mở đây các bạn xem đây là cái sụt uh, read uh, read ha đây là cái sụt uh, read uh, .c tức là cái file character device driver nè mình sẽ giải thích cho các bạn file này và một cái sụt về user mode là cái cái chương trình ở cái lớp user đây thì mình sẽ tiến hành là mở ra mở cái character để làm liên kết tới cái character device driver sau đó thì Write, sau đó thì read ha sau đó đóng nó đó lại đó rồi thì mình sẽ lần lượt giải giải thích cho các bạn hết tất cả những nội dung này ha. Rồi. À, trước tiên thì mình sẽ giải thích cái cái file readwrite c này cho các bạn, cái file character device driver. À, cái phần đầu tiên á, thì đó là phần về thư viện ha, à, cần phải có những cái thư viện này, đó. Thì để thư viện module init thì nó giống như là cái quá trình tạo module thôi. FS là uh, uh, character device driver nè, đó thư viện character device driver để khởi tạo. FS này là cái này thì mình 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 chưa biết ha còn cái uh, user access này á, là để cái thư viện uh, hỗ trợ cho cái việc mà giao tiếp uh, truyền nhận dữ liệu giữa cái phần user với phần gì phần user với phần gì cái phần uh, character device driver ha đó phần dưới đây Nhìn đây đó là gọi là user access tức là truy xuất uh, truy xuất hai chiều ha truy xuất hai chiều rồi ok ha uh, thay vì mình giải thích bên đây thì mình mở cái file bên đây cho nó dễ nhìn ha cho các bạn dễ dễ coi rồi tiếp theo là về cái phần mô tả những cái thông tin thông tin này thì mình để cái thông tin gì đó thì tùy các bạn thôi rồi à, những cái khai báo này thì từ từ mình sẽ nói à đây mình sẽ nói những cái cái mà các bạn theo theo dõi cái cách mình 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 hướng dẫn các bạn ha rồi mình nói về cái phần này trước thì đây là những cái biến mà mình để dùng để mà mình cấu hình cái character device của mình Ha, character device đó char character driver đi ừ, character driver của mình thì ở đây là cái tên của cái 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 tên biến để quản lý cái character device của mình ha character device của mình rồi còn cái cái này đó là cái con trỏ để mà quản lý cái khởi tạo cái class ha một cái 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 lớp để chứa cái device của mình còn cái uh, my device này là cái biến để mà chứa cái character device này, ha đó cái cái struct của nó cái cấu trúc của nó thì những cái biến này á à khi xuống dưới đây á, thì mình sẽ sử dụng các bạn, những biến này xuống dưới đây mình sử dụng ha. Đó, my device là để chứa cái driver của mình. Còn cái cái my device number là cái để mà mình đăng ký cái cái tên các bạn, đăng ký cái 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 hai cái số hiệu của cái character device driver của mình, đăng ký cái số hiệu ha đăng ký số hiệu thì cái cái này là my device number tức là cái số hiệu của cái character device driver. À, cái này nãy thì giải thích nhầm nè. cái này là cái số hiệu ha, cái number tức là số hiệu của cái character device driver. còn cái này là cái biến này là quản lý cái character device driver. còn cái biến này là biến class để chứa cái character device driver. tức là character device driver nó phải nằm trong cái class ha, một cái class phải tạo một cái class. rồi thì cái này mình giải thích theo những cái gì mình 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 hiểu thôi nha đó còn các bạn thấy cái gì sai thì bạn góp ý giúp mình nữa ha contain cái cái device đó cái này thì cái class thì nó nó chứa cái device cái character device class thì nó sẽ contain cái uh, character device ha character device driver rồi right. à, còn cái cái uh, device number này á cái device hay là character device hay là character driver là mình đang nói tới tới một cái đối tượng thôi nha là character device driver nha rồi thì cái number này á thì một cái character device á là nó sẽ gồm có có để mà mà định danh các bạn một cái số hiệu á giống như là con người thì có chứng minh nhân dân đúng không thì cái cái thằng device nó cũng có một cái số hiệu đó thì ở đây mình 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 mình, mình ls cho các bạn coi liền cái chỗ này luôn xịt def ha trừ l ha thì các bạn sẽ thấy ở đây đó bất cứ cái driver nào nó đều có số hiệu hết các bạn ha đây tất cả những cái driver mà các bạn thấy trong cái thư mục uh, device là những thư cái cái driver nè nó luôn luôn có cái số hiệu các bạn đây đây là cái số hiệu thứ nhất và đây là cái số hiệu thứ thứ hai rồi nó có hai cái số hiệu ha hai cái số hiệu số hiệu thứ nhất số hiệu thứ hai thì số hiệu thứ nhất ấy, người ta gọi là số hiệu chính là major major ha số hiệu major và cái số hiệu thứ hai là số hiệu phụ ha là minor ha số hiệu phụ minor ha thì uh, thì cái character device của mình khi mình khởi tạo ra mình cũng cần phải 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 cấp phát cho nó hai cái số hiệu này ha cho nó hai số hiệu này thì ở trong cái đoạn ở dưới đây thì mình sẽ đăng ký cho nó hai cái số hiệu một cái là major và hai và minor à minor có một chữ n thôi ha ok ha thì cái 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 biến này là để mình tí nữa mình mình xin cấp phát ha mình xin hệ thống cấp phát các bạn thì nếu mà cấp phát cái số hiệu thành công thì thì sau đó mình mới khởi tạo được cái cái character device driver ha rồi, tức là cái số hiệu này là là duy nhất nên những cái driver khác nó phải có cái số hiệu khác cái số hiệu của cái cái character device driver của mình đăng ký ha. Rồi. Ok. Thì ở đây là cái driver name, tức là cái driver mình khi mình tạo ra thì nó sẽ có một cái tên nằm trong cái thư mục cái này nó sẽ nằm trong cái thư mục là src dev và nó trong cái thư mục driver nè, trong cái 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 linux ha. Thì ở đây là cái 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 tên mặc định mà do cái cái anh hướng dẫn YouTube đó, hồi nãy mình xem đó thì anh đặt thì có ví dụ ví dụ như mình đặt thành cái my character my character drive right đi ha ví dụ vậy mình đổi lại thành cái tên của mình đi my character device ha ok rồi còn đây là cái class mà mình đăng ký ha đăng ký một cái class rồi cái 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 quy định là phải có một cái tên class cái này Ờ, để dùng để đăng ký cho cái cái device này mình thì mình chỉ dùng cái tên này thôi cái device sau khi đăng ký thôi rồi ok bây giờ mình sẽ kéo xuống dưới luôn mình sẽ nói luôn tới cái phần đăng ký cái driver ha ban đầu đăng ký driver rồi mình kéo thẳng xuống dưới đây luôn các bạn à trước tiên thì mình cũng muốn nói cho các bạn một cái cái biến này cái biến này là cái biến FOBS nè đó một cái biến này thì cái biến này là file operations tức là có những cái những cái những cái tác động nào mình mình muốn có những cái hành động nào với cái device của mình với cái character device driver của mình mình có những cái tác mình muốn có những cái hành động nào với cái cái driver của mình tạo ra đúng không thì ở đây nó sẽ tạo ra một cái biến struct chứa những cái hành động đó thì ở đây mình sẽ nói tới một số cái hành động như sau cái cái on cái on là cái cái on tức là cái 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 định danh của cái module đó các bạn ha cái cái định danh này, cái định danh của cái tên module là cái on cái 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 chủ sở hữu gì đó cái này thì mình cũng thấy nó để nó đăng ký ở dưới đây thôi rồi để nó dùng để đăng ký cái class ở dưới đây ha tạo cái class rồi thì ở đây mình sẽ nói tiếp cái tiếp theo là cái 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 open này nè cái open này nè là cái dùng để ở đây cái open là cái 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 cái, cái thao tác ha thao tác đối với cái driver mình đó, là open là để gì để khi mà ở ở cái cái open này chính là ở cái lớp user nha, ở cái lớp user tức là chạy cái chương trình ở cái lớp user ấy. thì khi đó user có cái khả năng là gì? gọi cái hàm open. Đó, khi mà user gọi cái hàm open thì nó sẽ gọi tới cái hành động này, nó gọi tới cái hành động này ha, đối với cái driver này, nó sẽ open cái driver này thì nó sẽ gọi tới cái ông này. Thì cái open này nó sẽ gọi tới cái hàm này các bạn. Cái open này, cái cái hành động này nó sẽ liên kết với cái cái hàm này, driver open, các bạn kéo lên đây. Thì các bạn sẽ thấy đây nè, nó sẽ gọi tới cái hàm này. Đó. thì khi mà mình open nó thì nó chỉ làm cái hành động đơn giản là nó xuất ra một cái thông báo trong cái kernel để mình xem thôi là device uh, the, the, the driver driver gì đó open đó, ha nó xuất một cái thông báo như vậy thôi rồi tiếp theo à, ở cái lớp user khi mà ở lớp user mình gọi cái hàm là hàm close á, hàm đóng cái 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 driver ha đóng cái 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 driver lại không liên kết nữa thì nó sẽ tương đương với cái hành động là release Ha, release ở lớp user thì gọi close nha nhưng nó gọi tới cái thao tác là release thì khi đó nó gọi tới cái hàm là driver close là cái hàm này đó thì cái hàm này thì mình cũng chỉ xuất ra một cái câu là ok close cái cái driver của mình lại đó. ha đó. hai cái này thì thì nó chỉ xuất ra thông báo thôi đó. nên thay vì xuất thông báo thì thì ok đó thì như vậy đi ha rồi tiếp theo nếu mà ở user lớp user mình chạy cái chương trình ở lớp user tức là những cái chương trình này nè chương trình này nè đó thì uh, open đúng không close nè đúng không đó thì bây giờ tiếp tục nè nếu mà gọi gọi cái hàm the gọi hàm the đúng không thì nó sẽ gọi tới cái 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 ủa quên xin lỗi cái này read thôi. rồi read thì nó sẽ gọi cái hành động là gọi tới cái read thì khi đó nó sẽ liên kết tới cái hàm này hàm này làm cái gì đây đó hàm read ha read thì nó sẽ tiến hành là nó sẽ đọc cái dữ liệu từ trong cái driver này và nó gửi ngược lên cho user tại vì khi mà user gọi hàm read á tức là user muốn gì muốn đọc cái dữ liệu từ từ ở dưới cái driver đó, đọc ngược lên trên cái lớp user này tức là read đó, thì mình sẽ đọc từ đây các bạn đọc từ dưới đây đọc ngược lên đây đúng không còn roi là sẽ từ user sẽ ghi dữ liệu xuống dưới đây ha đó rồi ý tưởng là như vậy ha mình qua đây thì mình sẽ tiến hành là read rồi đúng không rồi cuối cùng là tới cái hẻm à nội dung trong hàm read làm gì thì mình sẽ nói sau ha tí mình sẽ nói cho rồi cái tiếp tục là cuối cùng là hẻm hàm roi rồi thì hành động write thì sẽ gọi cái hàm này, uh, driver write, Rai đây. Thì khi nó sẽ gọi tới cái hàm này. Hàm này thì thì sẽ là user mà gọi hàm write tức là user muốn gì? Ghi dữ liệu xuống cho gì? Cho cái kernel thì dưới kernel này nó sẽ tiến hành là nhận cái 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 dữ liệu từ cái user đó và nó lưu lại, nó lưu lại ha. Ok ha. Rồi. Thì đó là cái quy trình. Đó, của những cái cái operation này, của những cái, cái 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 hoạt động này ha. Cái driver mình mình coi nó như là một cái file vậy các bạn tại vì nó sẽ ánh xạ thành một cái file thì mình muốn tác động vô driver này thì giống như là mình đang tác động vô cái file này vậy đó. Nhưng mà cái driver thì nó sẽ nhận cái hành động của mình và nó sẽ làm cái gì đó ha. Đó, ok. Rồi, thì bây giờ mình sẽ kéo xuống dưới cùng luôn. Thì đã là cấu trúc của một cái module đó thì luôn luôn sẽ có module init và module exit. E module init là module khởi tạo ban đầu khi mà mình gì? Mình làm hành động gì? ins In tức là gắn cái cái module của mình vào trong cái kernel, đúng không? còn cái exit đó là khi mình làm gì Re, uh, remove, remove mode, ha thì mình sẽ gỡ cái module mình ra khỏi cái kernel rồi thì bây giờ mình sẽ nói cái vấn đề về in mod trước thì nó sẽ gọi tới cái ông này ha cái module init cái ông này thì gọi tới cái hàm này rồi thì khi mà cái module init đó, tức là mình cần gắn kết cái character device driver mình vào trong cái 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 cái, cái, cái kernel đó. đồng thời mình sẽ khởi tạo luôn uh, và gắn kết luôn cái driver mình vào trong hệ thống luôn bạn. Nó diễn ra một cái quá trình rất là dài dòng các bạn thấy không. Đó. Thì mình sẽ giải thích cho các bạn ha. Khi mình gắn cái module này vào trong kernel thì nó sẽ khởi gán nó khởi tạo ra uh, cái character device driver luôn và nó tạo ra một cái driver luôn, nó gắn vào trong hệ thống luôn. Rồi, thì thứ nhất nó sẽ khởi tạo xuất một cái câu là hello kernel. Rồi, sau đó thì nó xin cấp phát ha cái đoạn lệnh này là nó sẽ xin allocate, nó xin cấp phát hai cái cái số hiệu các bạn. Nó xin cấp phát cái cái số hiệu cái number tức là xin cấp phát cái số hiệu uh, cho cái driver nếu như mà cái số hiệu tức là cái 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 hệ điều hành mà nó không cấp phát được cái số hiệu mới uh, tại sao nó xin cấp phát vì cái lý do là ở trong đây nè mỗi cái driver nó đều có những cái số hiệu nếu như mà mình 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 chủ động mà mình mình chọn lại cái số hiệu major minor bất kỳ mình gán vô cho cái driver mới của mình á thì có thể là sẽ bị trùng những cái driver này thì khi đó nó sẽ gây ra lỗi các bạn nó sẽ gây ra lỗi chứ các bạn hình dung không nên mình phải xin cấp phát thì khi đó hệ thống nó sẽ tiến hành có một cái hàm là allocate character device region tức là xin cấp phát một cái vùng vùng để mà chứa cái driver của mình và với một cái số hiệu ha được cấp phát ha. Đó, nói chung là cấp phát cái cái vùng và cái số hiệu đó để cấp phát. Rồi. Sau khi mà mình xin cấp phát thành công ha, nếu không thành công thì nó return tức là nó kết thúc luôn rồi. Nó kết thúc cái 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 hàm tức là 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 fail á. Còn nếu mà thành công thì sẽ đi xuống dưới đây. Thì khi đó mình sẽ có được cái số hiệu uh, major, uh, minor và major đó thì để lấy được cái số hiệu đó thì mình sẽ dùng hai cái công thức này. Uh, my device number dịch sang đây 20 và và về với cái số này thì để lấy được cái số hiệu major và minor ha. Cái cấu trúc này tại sao thì thầy cái này thầy không biết ha, cái này mình không biết. Nhưng mà mình sẽ lấy được cái số hiệu đó, tí mình sẽ cho các bạn coi cái số hiệu uh, nó xin hệ thống cấp phát được. Rồi, tiếp theo mình sẽ đăng ký một cái class ha, device class đó. Thì mình nói rồi đó cái class nó để để nó chứa cái device character uh, uh, device thì mình sẽ đăng ký một cái class trước. Rồi nó sẽ class create ha thì nó sẽ đăng ký với cái tên class là cái này driver class là cái cái ở phía trên đó chỗ này nè nó đăng ký với cái tên này my module class ha đăng ký nếu mà nó đăng ký không thành công á nó nó be create nếu mà đăng ký không thành công á thì thì nó báo lỗi ha nó báo lỗi nó go to là một cái lệnh nhảy nhảy tới chỗ này nhảy tới xuống đây uh, đây class error nó báo lỗi ha và nó kết thúc chương trình rồi uh, còn nếu như mà nó uh, nó đăng ký thành công thì nó sẽ không nhảy xuống dưới cái chỗ lỗi thì nó sẽ đăng ký thành công class thì nó sẽ đi xuống đây nó đăng ký cái device file ha tức là cái driver của mình đây à, nó sẽ lúc này nó sẽ đăng ký một cái driver à xin lỗi chỗ này nó mới đăng ký một cái device file thôi một cái file một cái device file tức một cái file device thôi ha đó một cái file device tức là nó sẽ có một cái quá trình như vậy nữa thì rea device rea nè tạo ra một cái device ha device driver rồi à, thông qua cái class này và cái số hiệu này cái số hiệu cái nr là số hiệu và cái class đây đó. nếu không đăng ký thành công thì lại nhảy tới cái việc khởi tạo file là thất bại rồi sau đó tiếp tục nó xuống đây là nó sẽ à... đây nó lúc này nó sẽ cấu hình ha character device init là nó cấu hình nó cấu hình cái cái uh, my uh, device của mình đó tức là cái 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 character device driver của mình đó với những cái cái hành động ha, mình muốn có những cái hành động gì là là đây nè có những cái hành động gì ha là mở đóng ghi chép gì đó ở đây ha rồi thì mình đăng ký cái uh, device driver của mình với những cái hành động này rồi sau đó thì mình sẽ tiến hành là đăng ký cái character device driver nè mình mới ép cái cái character device driver mình vào trong đâu vào trong cái kernel của bạn ha thì tới bước này là sẽ add cái driver mình vào trong cái kernel rồi rồi ok các bạn ha đó thì nếu mà đăng ký thành công á, thì nó sẽ return về zero nó tức là quá trình đăng ký là là thành công rồi ok ha thì cái quy trình mình tóm lại như sau thứ nhất là xin cấp phát về cái device number và cấp phát cái vùng quản lý gì đó cái này mình không rành lắm nhưng mà cái quy trình là như vậy sau đó thì nó khởi tạo một cái class device device class sau đó nó khởi tạo cái device file ha device file sau đó thì nó sẽ khởi tạo cái character device driver mình với những cái hành động gì đó và cuối cùng là đăng ký cái character device driver mình vào trong cái cái kernel ha? trong hệ thống rồi thì đó là cái quá trình đăng ký ha rồi thì đối ngược với quá trình đăng ký thì khi mà mình uh, remove cái module mình ra thì mình cần phải làm gì uh, mình delete ha character device uh, delete delete cái driver của mình trước nè sau đó mình sẽ uh, delete cái destroy cái device của mình nè. My uh, my class rồi. Uh, đó, sau đó thì destroy cái class nè, sau đó thì unregister không có. À, không có có gỡ gỡ đăng ký cái uh, cái vùng character device mà mình đã cấp phát nè, đó. My device driver number, cái vùng mà mình cấp phát nè. À, ban đầu thì bây giờ mình không cấp phát nữa, mình bỏ đi. Rồi sau đó xuất ra câu goodbye ha. Thì đó là quá trình đăng ký và gỡ kết nối gỡ ra. Rồi. À... Ok ha. Còn cái hàm read write tí nữa mình sẽ nói sau. Bây giờ mình sẽ tới cái phần mà mình 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 mình, mình tiến hành như thế này. À, mình sẽ tiến hành là build cái cái sụt này đúng không mình sẽ tiến hành build cái sụt này và sau đó là mình sẽ tiến hành là à, gắn gắn cái module này vào trong cái kernel và sau đó mình sẽ xem coi cái quá trình nó gắn và cái những số hiệu này kia rồi nó tạo ra cái driver trong thư mục là device driver có thành công hay không thì các bạn sẽ tiến hành coi trước ha rồi cái việc mà read write từ lớp user xuống á thì tí nữa mình sẽ giải thích rồi mình giải thích luôn cái hàm read write sau ok Trước tiên là mình sẽ tiến hành là gõ lệnh make thôi rồi. Cái kiến thức về make make file mình đã chỉ trong video trước rồi Thì video này thì mình không có nói lại nữa ha Mình chỉ chạy thôi Rồi Rồi ls cái Thì các bạn sẽ thấy nó tạo ra thành công rồi ha Rồi Thì nó file ko Bắt đầu cái Mình mở thêm một cái cửa sổ nữa Để mình xem cái 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 cái, cái Kết quả nó xuất ra cái Cái cửa sổ kernel ha cái, cái 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 kernel system Và Xong rồi lock đúng không xong rồi uh, system lock rồi ok ha rồi ở đây là mình thấy như thế này các bạn ha bây giờ là 17 giờ 24 phút 04 giây nè rồi thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình uh, InSmart nó sudo in rồi mình sẽ gắn kết cái cái file uh, charter device driver mình vô đây ko ha enter rồi Rồi các bạn nhìn cái kết quả bên đây 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 17 giờ 29 phút nè thì các bạn sẽ thấy là gì hello kernel đó đấy cái init đó, khi mình init thành công thì nó sẽ báo anh gọi init thì nó sẽ hello kernel trước nè rồi sau đó là read write divide đây cái số hiệu của nó nè major của nó là 240 nó xin cấp phát thành công và cái minor nó bằng một đã được đăng ký đó là cái đoạn này nè mà thấy không rồi ok ha vậy là cái quá trình này đăng ký đã thành công không có bị lỗi gì hết nếu như có một cái giai đoạn nào bị lỗi nó sẽ xuất ra những cái câu này đúng không bị fail fail rồi đó nhưng mà ở đây nó không xuất nữa tức là nó đã đăng ký thành công rồi đó ok thì bây giờ tiếp theo nè mình sẽ xem ở những cái cái nơi sau đây mình có thể xem những cái thông tin của cái driver của mình thứ nhất là mình sẽ sử dụng lệnh sudo sudo ls cái gì ls mod ha ls module đó ls mod rồi enter các bạn thì cái cái file driver mình 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 nhớ lại là nó có tên là cái gì à, my character device đúng không thì thì cái tên của driver nha cái tên driver này tí nữa mình sẽ coi trong cái thư mục device này đúng không còn cái tên cái tên file của mình chạy là cái file readdrive c đúng không thì mình coi cái lệnh đầu tiên là cái lệnh lsmod module nè thì mình kéo lên mình coi coi cái, cái module mình nó gắn vô chưa đây thì cái module của mình là module readdrive.ko nên nó sẽ đã gắn vô rồi nữa các bạn đây đó readdrive.ko ha còn cái mai module là cái 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 bài trước hồi nãy mình có làm ở trong video trước mình có làm là mai module nè còn cái này mô mình là read write key nè đó, ok nha. Rồi. Cái cái thứ hai. Cái lệnh thứ hai mà mình sẽ xem là lệnh à thường thường ví dụ như mình gọi cái lệnh mà sudo lsmod á mình thấy dài dòng quá, nó hiển thị dài quá các bạn có thể dùng kết hợp thêm cái grep này nè. Đó, để mình mình kiếm cái 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 của mình thôi, read sao. Đó. Thì các bạn sẽ thấy là grep lsmod mod read, read -write, ha. Đó đây, đó. Thì các bạn sẽ thấy đây ha, đó. Là cái uh... cái 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 cái, uh... cái file của mình ha, khỏi phải coi nhiều cái này ha, gọi coi cái module của mình đây thôi. Rồi, tiếp theo nha. Tiếp theo á khi mà các bạn đăng ký cái character device driver mà thành công á thì các bạn có thể xem cái character device driver ở trong một cái cái, cái thư mục khác, cái thư mục này. sudo xịt bờ rock à device ha device à quên cái này là cái file ha cái file nên mình sẽ gọi lệnh cat cat là liệt kê rồi lệnh cat là lệnh liệt kê ra cái file này liệt kê ra cái nội dung trong cái file này cái file nằm device nằm trong thư mục block rồi enter ha rồi các bạn coi ha cái driver mình nó có một cái loại là device driver có loại là block device driver và cái của mình á là loại character device driver đây character device driver. Thì các bạn coi ha, ở đây có nhiều cái character device driver có sẵn của hệ thống nè, có nhiều cái. Thì cái của mình đó là cái cái số hiệu này là số hiệu major ha, ở đây ở bên đây á, dùng cái câu lệnh này á thì nó chỉ hiện thì hiển thị cái số major thôi, cái số hiệu chính thôi. Thì các bạn sẽ kiếm tới số 240 á, của mình là số 240. Đây các bạn, đây. Các bạn thấy cái tên mình không? My character device, đúng không? Số hiệu 240. Ok. Rồi, đó là cái lệnh để mình xem ha. Và cái lệnh tiếp theo để mình xem là cái driver mà khi mà mình mình gắn vào kernel thành công á, nó sẽ biến thành một cái driver thì nó sẽ nằm trong cái thư mục nào các bạn ls trừ l và c là gì xịt dev các bạn ha xịt cái thư mục và device enter nha cái này nó nó hơi dài nhưng mà các bạn có thể kết hợp thêm cái lệnh grep để các bạn tìm kiếm nhưng mà mình muốn muốn là cho các bạn lướt lướt một lần để các bạn xem cho biết đây các bạn thấy không đây à, số hiệu 240 và cái cái major hai trăm minor thì là bằng không ha my device my device ha ok ha rồi OK các bạn. Tiếp theo, à, tiếp theo thì à, ví dụ như mình kết hợp thêm lệnh grep thì mình sẽ ghi như thế này: grep mai ha, gõ mỗi chữ mai thôi enter đó, thì nó sẽ kiếm những cái cái ông nào có cái 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 từ bắt đầu bằng chữ mai, nói chung là trước cái chữ mai ha, nằm ở vị trí nào cũng được đó, thì nó sẽ ra mỗi cái dòng này thôi cho mình dễ nhìn. ha OK ha. Rồi. À, coi như là quá trình mình insert vô kernel đã thành công các bạn, mọi thứ là quá tuyệt vời rồi đó. Rồi.